Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam là hoạt động thường niên của Quốc hội Việt Nam do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức. Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2023 có chủ đề Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 9 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội. Đây là một sự kiện quan trọng, thu hút sự quan tâm của cộng đồng, doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước. Diễn đàn này nhằm tập trung vào việc trao đổi và thảo luận về nhiều nội dung quan trọng như bối cảnh quốc tế, xu hướng cơ cấu lại nền kinh tế, đánh giá toàn diện, khách quan về tình hình kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2023 và dự báo cho cả năm. Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, Diễn đàn Kinh tế Xã hội là một hoạt động thường niên của Quốc hội và đã thu hút sự quan tâm rất lớn của xã hội, người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, cũng như các cơ quan truyền thông, báo chí, tổ chức trong nước và quốc tế. Các kỳ diễn đàn trước đã đưa ra những luận điểm khoa học có tính thực tiễn và cung cấp thông tin quan trọng hỗ trợ công việc nghiên cứu và quản lý chính sách của nhà nước. Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam là hoạt động thường niên của Quốc hội Việt Nam do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức. Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2023 có chủ đề Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 9 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội. Đây là một sự kiện quan trọng, thu hút sự quan tâm của cộng đồng, doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước. Diễn đàn này nhằm tập trung vào việc trao đổi và thảo luận về nhiều nội dung quan trọng như bối cảnh quốc tế, xu hướng cơ cấu lại nền kinh tế, đánh giá toàn diện, khách quan về tình hình kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2023 và dự báo cho cả năm. Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, Diễn đàn Kinh tế Xã hội là một hoạt động thường niên của Quốc hội và đã thu hút sự quan tâm rất lớn của xã hội, người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, cũng như các cơ quan truyền thông, báo chí, tổ chức trong nước và quốc tế. Các kỳ diễn đàn trước đã đưa ra những luận điểm khoa học có tính thực tiễn và cung cấp thông tin quan trọng hỗ trợ công việc nghiên cứu và quản lý chính sách của nhà nước. Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2023 tập trung vào việc đánh giá và đề xuất các chính sách kinh tế quan trọng, các chuyên gia phát hiện và đề xuất các dư địa và tiềm năng phát triển, đồng thời đề xuất các giải pháp và chính sách để khơi thông nguồn lực và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, đồng thời ứng phó với thách thức và vấn đề mới phát sinh. Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Đức Hiền, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cho biết rằng các ý kiến và tham luận tại diễn đàn này cung cấp thông tin hữu ích để Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội thẩm tra các nội dung thuộc chức năng của họ. Đây cũng là nguồn thông tin quan trọng giúp đại biểu Quốc hội xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Cuộc họp tập trung vào chủ đề tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững, bao gồm việc đánh giá kết quả giữa kỳ việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn năm 2021 đến năm 2025, đánh giá các động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững, cải cách thể chế và góc nhìn về tính đồng bộ trong quản trị quốc gia, doanh nghiệp và địa phương.